nghiệp giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Hôm nay ngày 24 tháng 8 năm 2024, Đức Tổng giám mục Marek Jalewski, đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam thông báo: Đức Giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm linh mục Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh thuộc linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Tiểu sử linh mục Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh sinh ngày 9 tháng 4 năm 1972 tại Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai, thuộc giáo xứ Bùi Thái, giáo hạt Tân Mai. Năm 1990 đến năm 1997, tu sinh giáo phận Xuân Lộc. Năm 1997 đến 2003, tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. 2003 đến 2005, giúp giáo xứ Hiền Hòa, giáo phận Xuân Lộc. Ngày 29 tháng 9 năm 2005, được Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm truyền chức phó tế tại nhà thờ chính tòa giáo phận Xuân Lộc. Ngày 30 tháng 9 năm 2005, được Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa giáo phận Xuân Lộc. 2006 đến 2013 du học tại Pháp. 2013 tốt nghiệp học vị thạc sĩ thần học luân lý tại Institut Catholic de Paris. 2013 đến 2016 giáo sư môn thần học luân lý tại Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. 2016 đến 2020 du học tại Philippines. 2016 đến 2018 học chương trình tiến sĩ thần học luân lý tại Loyola School of Theology, Ateneo, Philippines. 2019 tham dự các khóa đào tạo dành cho các nhà đào tạo tại Emmaus Center, Ateneo. 2020 tham dự khóa canh tân đời sống linh mục tại Galilee Center, Tagaytay, Philippines. Từ 2021 đến nay, giáo sư thần học luân lý tại Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Từ ngày 3 tháng 3 năm 2021 đến nay, linh mục tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc. Ngày 24 tháng 8 năm 2024, được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc.